Thưa quý vị, chiều nay tại Phủ Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới hải đảo đang tham dự chương trình Điểm tựa của bản làng lần thứ 2 năm 2024 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức. Điều đặc biệt tại buổi gặp gỡ ngày hôm nay là sự hiện diện của những người uy tín thuộc dân tộc rất ít người như Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Lô Lô, Mảng, Chứt. Trong đó đại biểu cao tuổi nhất là ông Đinh Văn Đanh, 84 tuổi, dân tộc Hờ Rê. Đại biểu trẻ tuổi nhất là anh Cao Xuân Long, 28 tuổi, dân tộc Chứt. Họ là hạt nhân quy tụ đoàn kết bản làng, phum sóc, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương giáo, luôn đi đầu tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện các hương ước, quy ước tiến bộ, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chia sẻ những công việc ở thôn bản, người uy tín cho biết thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất và đồng bào nơi biên giới, biển đảo của Tổ quốc không ngừng được nâng lên. Đồng bào luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, phát triển. Nhắc lại đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng các già làng, trưởng bản uy tín là những người tiêu biểu gương mẫu, là điểm tựa cho mọi điểm tựa. Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới hải đảo. Khẳng định người có uy tín thực sự là những cột mốc sống vững vàng nơi hải đảo, tuyến đầu biên cương Tổ quốc. Chủ tịch nước mong muốn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò tín nhiệm của mình. Phấn đấu đến năm 2045, đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo phát triển nhanh, bền vững và sớm hòa nhập với sự phát triển chung của đất nước. Đòi hỏi phải có một sự nỗ lực đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, hải đảo. Tôi mong người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò tín nhiệm của mình, thực sự là những nhà ngoại giao nhân dân, những sứ giả hòa bình, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng mặt trận, đoàn thể, tổ chức Đảng, chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, thường xuyên nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động, tích cực tham gia giải quyết những vụ việc phức tạp ngay từ tại cơ sở, không trở thành điểm nóng phức tạp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Chủ tịch nước yêu cầu các cấp các ngành thực hiện tốt công tác dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung giải quyết những khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới. Trong buổi làm việc với hệ thống Tòa án Nhân dân vào sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tòa án các cấp cần đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ thẩm phán thật sự trong sạch, thanh liêm, chính trực, đặt lợi ích chung của đất nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân lên trên hết, trước hết. Thực hiện bước đột phá trong việc hiện thực hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số và thực hiện cam kết quốc tế về xây dựng tòa án điện tử, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, Tòa án Nhân dân tối cao đã đưa Trung tâm Giám sát và Điều hành vào hoạt động. Thăm và ấn tượng về Trung tâm, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá đây là bộ não số của hệ thống tòa án, giúp cho việc quản lý và chỉ đạo các hoạt động của tòa án được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Thực hiện chuyển đổi số, tính đến nay, toàn ngành đã có 757 tòa án tổ chức xét xử trực tuyến đối với hơn 21.000 vụ án. Thực tế, với số lượng các loại vụ việc mà tòa án phải giải quyết tăng 8% mỗi năm và gần 15.000 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hàng năm, thì công tác chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là đội ngũ thẩm phán, đã góp phần quan trọng trong cải cách tư pháp của hệ thống tòa án. Hiện tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án được hạn chế ở mức thấp, dưới 1,5%, đáp ứng yêu cầu Quốc hội đề ra. Ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống tòa án, Chủ tịch nước đề nghị ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, nhất là nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh: tập trung nâng cao chất lượng xét xử, tuyệt đối không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Hạn chế tiến tới không để xảy ra các bản án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan, nâng cao chất lượng tính khả thi chính xác của các phán quyết,
nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế, kiên quyết khắc phục, thành tâm nhận khuyết điểm khi phát hiện ra các bản án sai sót, chống khuynh hướng phương Tây hóa, hành chính hóa, chống cái tác động chuyển hóa tư pháp của tòa án, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ thẩm phán thực sự trong sạch, thanh liêm, chính trực, đặt lợi ích chung của đất nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân lên trên hết, trước hết. Theo Chủ tịch nước, chất lượng của cán bộ tư pháp quyết định rất lớn, thậm chí có tính quyết định cao nhất đối với chất lượng của bản án, cuối cùng là chất lượng của nền tư pháp. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự trong sạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thượng tôn pháp luật, giữ gìn bảo vệ pháp luật, không thiên lệch, hết mực công tâm, không vì lợi riêng tư là yếu tố căn cơ nhất. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, hướng dẫn, làm việc, theo dõi đôn đốc các tỉnh, thành phố, khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định, phấn đấu khởi công trong năm 2024 đối với các dự án. Dự án thành phần 3 của dự án Vành đai 4 Hà Nội, cao tốc Ninh Bình Hải Phòng, Tân Phú, Bảo Lộc, Bảo Lộc Liên Khương, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Trơn Thành. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải vừa diễn ra vào sáng nay 14 tháng 6. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 44 địa phương có các công trình giao thông trọng điểm. Đến thời điểm hiện tại, tổng số dự án thuộc danh mục Ban chỉ đạo là 40 dự án trên 92 dự án thành phần trên 3 lĩnh vực là đường bộ, đường sắt và hàng không đi qua địa phận của 48 tỉnh, thành phố. Ban chỉ đạo đã xử lý, tháo gỡ các vướng mắc kéo dài như vốn cho các dự án đường sắt đô thị, cao tốc Bến Lức Long Thành, nguồn vật liệu xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai nhiều dự án bảo đảm yêu cầu. Đến nay cả nước đã hoàn thành 674 km đường bộ cao tốc đi qua 15 tỉnh, thành phố, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên trên 2.000 km. Với sự phân phối chặt chẽ của các bộ ngành địa phương và các nhà thầu đã tích cực triển khai dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đạt sản lượng trên 37%. Các dự án thành phần 2 và 3 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, dự án Bến Lức Long Thành tiến độ cơ bản bám sát kế hoạch. Dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội đang tiến hành chạy thử và hoàn thiện các thủ tục liên quan, dự kiến sẽ khai thác thương mại vào tháng 7 năm 2024. Dự án đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên tiếp tục chạy thử để phục vụ việc đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, dự kiến sẽ khai thác thương mại vào quý 4 năm 2024. Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác giải phóng mặt bằng còn lại tại một số dự án còn chậm do các khó khăn về xác minh nguồn gốc đất ở, khiếu nại về đơn giá, việc di rời đường điện cao thế với yêu cầu kỹ thuật cao còn chưa đạt tiến độ đề ra. Công tác chuyển mục đích sử dụng rừng còn kéo dài, nhất là tại các địa phương Đồng Nai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Hưng Yên, Kiên Giang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ ngành địa phương, ban quản lý dự án, nhà thầu, đơn vị tư vấn, cán bộ, công nhân người lao động trên công trường các dự án và người dân đã có nỗ lực rất lớn, đạt được những kết quả tích cực rất đáng trân trọng, tạo phong trào xu thế phát triển hạ tầng trên cả nước. Dù quá trình triển khai các dự án đã gặp rất nhiều khó khăn thách thức, Thủ tướng chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp để xử lý, giải quyết thời gian tới là giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, các vướng mắc liên quan việc thi công ban đêm, thủ tục đầu tư các dự án hợp tác công tư PPP và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong giải quyết khó khăn vướng mắc cho chủ đầu tư, nhà thầu về mặt bằng, nguyên vật liệu. Các bộ ngành chủ động xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nội vụ rà soát, phát động phong trào thi đua 500 ngày để hoàn thành 3.000 km cao tốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Trong mọi cái trường hợp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, chủ đầu tư, các nhà thầu, các lực lượng tham gia các dự án cần đồng tâm hiệp lực, chỉ có bàn làm không có bàn lùi. Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Quyết tâm cao nhất, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm để vượt qua mọi cái khó khăn thách thức, đưa các cái công trình dự án về đích đúng kế hoạch. Đặc biệt là các địa phương cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các dự án Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau, Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Hòa Liên - Túy Loan, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Tuyên Quang - Hà Giang, vân vân ấy, để đảm bảo các cái mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025.
Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, các địa phương trong mọi trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, chủ đầu tư, các nhà thầu, các lực lượng tham gia dự án cần phối hợp để đưa công trình về đích đúng kế hoạch, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tình trạng mua bán thầu, thông thầu, đồng thời truyền thông khách quan, trung thực, phản ánh đúng tình hình trong triển khai các dự án, đặc biệt các công trình phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, chú trọng việc tạo cảnh quan môi trường, không gian chung của các dự án khi hoàn thành. Các địa phương chủ động nghiên cứu, đề xuất và bố trí nguồn vốn để mở các nút giao để kết nối, khai thác hiệu quả tối đa các tuyến cao tốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo không gian phát triển mới, các khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp mới, làm tăng giá trị đất đai, giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp và hàng hóa, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân. Chiều nay tại nhà Quốc hội, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc tế Người Hiến Máu, 14 tháng 6 2004, 14 tháng 6 2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt 100 đại biểu là những tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thành. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động chia sẻ cuộc gặp hôm nay rất có ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc tế Người Hiến Máu, với chủ đề được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn là cảm ơn tất cả những người đã hiến máu, diễn ra tại nhà Quốc hội, nơi làm việc của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước. Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn những tấm gương hiến máu đại diện cho hàng triệu người hiến máu tình nguyện trong cả nước. Hầu hết các đại biểu còn là những tấm gương sáng, tích cực tham gia vận động gia đình, bạn bè và cộng đồng cùng hiến máu. Chủ tịch Quốc hội khẳng định nhân văn, nhân ái, thương người như thể thương thân là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong những lúc gặp khó khăn, sự cố, hoạn nạn, đồng bào ta không chỉ nhường cơm, xẻ áo cho nhau mà còn tìm mọi cách để cứu người qua cơn hiểm nghèo. Thực tế, hàng ngày, hàng giờ, có những trường hợp người bệnh đang phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng do bệnh viện không có đủ nguồn máu phục vụ cho việc cứu chữa bệnh nhân. Vì vậy, mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là đã góp phần cứu giúp, hồi sinh, giành lại sự sống cho nhiều người. Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước nhân dịp 20 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn, hãy luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu, thường xuyên cứu người để giúp cho mọi người kiểm tra được sức khỏe của mình, cứu giúp người bệnh, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước. Trên tinh thần lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng những tấm gương hiến máu tiêu biểu hôm nay cùng hàng triệu người hiến máu tình nguyện trên cả nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chia sẻ những giọt máu của mình vì cộng đồng, xã hội, đồng thời cũng là những hạt nhân nòng cốt, những tuyên truyền viên tích cực, cùng nhau lan tỏa tinh thần, nghĩa cử cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện. Thưa quý vị, nhân dịp Ngài Woo Won-sik được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 22 của Đại Hàn Dân Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam và cá nhân luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Hàn Quốc và Chủ tịch Quốc hội Woo Won-sik nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó có việc triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký năm 2013 phù hợp với nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Hôm nay, đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng tại địa phương. Quảng Nam đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt lên khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, những vấn đề đặt ra với Quảng Nam hiện nay cũng là những vấn đề chung có ý nghĩa đối với cả nước,
cần được tổng hợp, xem xét, đánh giá trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội 14 của Đảng tới đây, đồng thời gợi mở một số nội dung định hướng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để phấn đấu đạt được mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp xem xét thông qua quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Việc xây dựng quy hoạch này là nhiệm vụ quan trọng và là cơ hội để ngành lâm nghiệp đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được và đề xuất các giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới. Theo mục tiêu của quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ bảo đảm duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ổn định từ 42-43%, chú trọng nâng cao chất lượng rừng, nhất là rừng tự nhiên hiện có, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân đạt từ 5-5.5% một năm, trồng rừng sản xuất bình quân 238.000 ha một năm. Nhất trí thông qua quy hoạch, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị bổ sung các giải pháp tổ chức quản lý đối với diện tích rừng thuộc đất quốc phòng, an ninh, làm rõ diện tích cây ăn quả, cây lâu năm, cây công nghiệp đang đan xen với đất rừng. Phân định rõ chỉ tiêu rừng trên đất quy hoạch cho lâm nghiệp, rừng trên đất khác. Việc đưa ra ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp cần cân nhắc kỹ, tránh bị lợi dụng trục lợi dẫn đến hệ lụy tiêu cực. Cần có luận giải rõ ràng và đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học của việc tăng giảm diện tích rừng, hạn chế tối đa việc điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp nghe giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được hơn 2.200 kiến nghị cử tri do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chuyển đến. Cơ bản các kiến nghị đã được trả lời nghiêm túc, tuy nhiên một số nội dung vẫn chưa được giải quyết kịp thời như việc xử lý tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng, xử lý môi trường, rác thải, dự án liên doanh nước ngoài có sử dụng đất tại khu vực ngoài đê sông Hồng thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình, dự án đường trục phía nam thành phố hay dự án khu đô thị Thanh Hà. Tại phiên giải trình, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri, đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình khắc phục, các giải pháp, đề xuất và kiến nghị. Tới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến xây dựng hệ thống phần mềm quản lý kiến nghị của cử tri để phân công đến từng đơn vị chức năng, giao nhiệm vụ thường xuyên đôn đốc, cập nhật báo cáo kết quả thực hiện, thuận lợi cho công tác tra cứu và theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã kết nối tới 63 điểm cầu cấp tỉnh, cấp thành phố với sự tham gia trực tiếp của 100 đại biểu tại điểm cầu trung ương và hơn 500 đại biểu tham gia trực tuyến. Các đại biểu đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đó là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cấp bộ đoàn cũng cần quan tâm các giải pháp trong việc hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, trọng tâm là phát triển năng lực khởi nghiệp, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở chương trình đào tạo của các bạn. Đặt mục tiêu trong thời gian tới, tỷ lệ đoàn viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo dài hạn phấn đấu trên 80% và hướng đến việc tiếp cận được các học sinh, sinh viên học các chương trình ngắn hạn. Trước phản ánh của các cơ quan báo chí về việc tỷ lệ lao động tại làng nghề tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp, mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có các giải pháp phù hợp hiệu quả để khắc phục tình trạng này. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu khắc phục những khó khăn hạn chế trong thủ tục, cơ chế chính sách để thúc đẩy mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động tại làng nghề, góp phần tạo an sinh xã hội. Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ lệ lao động tại làng nghề tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp là do lao động làng nghề thu nhập cũng chưa ổn định. Một trong những lý do quan trọng nữa là các thủ tục cơ chế chính sách của bảo hiểm xã hội chưa thực sự thông thoáng thuận tiện, chưa hấp dẫn người dân. Hiện những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới có 2 chế độ hưu trí và tử tuất. Qua 7 năm thực hiện, luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đến nay chưa có sự phân định cụ thể về lao động làng nghề tham gia bảo hiểm xã hội.
Sáng nay, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship GSC đã tổ chức lễ khởi công dự án V-Ship Lạng Sơn trên diện tích 600 ha tại xã Hồ Sơn và Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Lạng Sơn, được kỳ vọng mở ra cơ hội bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho lao động. Dự án V-Ship Lạng Sơn có tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là hơn 954 tỷ đồng. Dự án có quy mô gần 600 ha, trong đó giai đoạn 1 có quy mô sử dụng đất từ khoảng 200 ha, giai đoạn 2 với quy mô sử dụng đất là khoảng 250 ha và giai đoạn 3 với quy mô sử dụng đất là khoảng 150 ha. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore là nhà đầu tư. Dự kiến đến quý 3 năm 2025, giai đoạn 1 dự án đi vào hoạt động. Giai đoạn 2 hoàn thành vào tháng 9 năm 2026, giai đoạn 3 hoàn thành vào tháng 9 năm 2027. Sau khi hoàn thành cả 3 giai đoạn đi vào hoạt động, dự kiến khu công nghiệp này sẽ tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động. Tôm hùm Alaska được bán với giá rẻ chưa từng có, trong khi đó hàng loạt TV giảm giá hơn 70% vào mùa Euro. Đó là những thông tin giá cả tiêu dùng mà chúng tôi mới cập nhật. Tôm hùm Alaska hiện tại có giá rẻ nhất từ trước tới nay, giá bán ra chỉ 950.000 đến 980.000 đồng một kg, thay vì 1.700.000 đến 2.000.000 đồng một kg. Không chỉ các cửa hàng hải sản lớn có giao bán tôm hùm Alaska với giá siêu rẻ, mà trên các chợ online, loại tôm này cũng được bán rầm rộ với giá từ 350.000 đến 450.000 đồng một con, cân nặng từ 0,5 đến 0,6 kg một con, cam kết hàng bơi sống. Ngoài ra, tôm hùm Alaska đông lạnh cũng được giao bán với giá chỉ từ 499.000 đồng một kg, loại từ 1 cân rưỡi đến 2 cân rưỡi một con. Đây được coi là mức rẻ chưa từng có. Chỉ còn tính bằng giờ nữa, giải vô địch bóng đá châu Âu 2024, Euro 2024 sẽ khai mạc tại Đức. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng đam mê bóng đá, cũng như để kích cầu mua sắm, hàng loạt siêu thị điện máy đã triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn với nhiều mẫu giảm sâu như TV Coax Google 4K giảm tới 50%, còn 7,9 triệu đồng một sản phẩm 55 inch. Samsung Smart TV QLED 4K 50 inch giảm 72%, chỉ còn 9,4 triệu đồng. Không chỉ giảm giá lên đến hơn 70%, nhiều siêu thị còn tặng kèm nhiều quà tặng lên đến 10 triệu đồng, thu cũ đổi mới hoặc bốc thăm trúng quà với tổng trị giá lên đến 1,2 tỷ đồng. Festival Huế 2024 đã chính thức khép lại với nhiều nội dung đặc sắc và công phu. Tuy nhiên, những điều cần suy ngẫm hơn nữa là không chỉ festival này mà qua 24 năm tổ chức festival, chưa có chương trình nào được nghiên cứu phát triển thành sản phẩm du lịch để đưa vào đại nội biểu diễn. Vậy thông qua những hoạt động nghệ thuật này, các cơ quan chức năng tại Huế đã tìm được ý tưởng gì để khai thác, thúc đẩy kinh tế đêm, nhất là đối với khu vực Hoàng Thành Huế nhằm kích cầu du lịch. Trong hành trình khám phá miền Trung Việt Nam, tình cờ Thomas đến Huế đúng lúc diễn ra Festival Huế 2024. Tại đây, anh bất ngờ khi bắt gặp lễ hội đường phố với nhiều sắc màu văn hóa của đơn vị chủ nhà và một số quốc gia trên thế giới. Tôi cảm thấy lễ hội thực sự thú vị, khác với nhiều lễ hội mà tôi đã từng xem. Ra đây là để vừa được hưởng cái không khí lễ hội của Huế. Và chị rất thích cho nên chị phải ở lại. Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều du khách tình cờ gặp festival và mong muốn ở lại, xem nhiều hơn mà chúng tôi gặp tại Festival Huế 2024. Những hoạt động lễ hội, những sắc màu văn hóa ở lễ hội đặc biệt này đã thực sự có sức hút với khách du lịch. Và chúng tôi đã suy nghĩ điều gì sẽ đến khi những hoạt động này được nghiên cứu, phát triển để đưa vào đại nội để đánh thức hoàng cung về đêm, góp phần làm tăng doanh thu, phát triển dịch vụ, thúc đẩy kinh tế. Chúng tôi đang đề nghị và cũng đã chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tạo năng các cái sản phẩm về đêm của trong khuôn khổ Hoàng cung Đại nội Huế. Và trong đó cái yếu tố tạo nên các show biểu diễn nghệ thuật là một cái yếu tố rất là quan trọng để làm sao hàng đêm du khách có thể cảm nhận, tiếp nhận những cái không gian tại Hoàng cung Đại nội Huế ở bởi những cái show thực cảnh cũng như các show biểu diễn. Thừa Thiên Huế đã qua 12 lần tổ chức festival quốc tế, đã đầu tư nhiều chương trình hoạt động để biểu diễn tại các kỳ festival, nhưng chưa có chương trình nào được nghiên cứu phát triển thành sản phẩm du lịch để đưa vào đại nội biểu diễn, khai thác không gian đại nội về đêm. Festival Huế 2024 khép lại, nhưng những ý tưởng về khai thác giá trị văn hóa cung đình Huế về đêm cũng đã được nhóm lên, hy vọng sẽ sớm thành hiện thực, góp phần thúc đẩy du lịch Huế phát triển.
Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa thành công đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 20 kg ma túy cùng với các vật chứng liên quan. Vào khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 6 tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc thôn Ngọc Lâm, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh phối hợp với Công an huyện Thanh Chương, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy phá thành công chuyên án, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng Say Yason Say, sinh năm 1990, quốc tịch Lào, thu giữ chiếc ba lô có chứa 3 kg ma túy đá và 170.000 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng là 20 kg ma túy các loại cùng một số vật chứng liên quan khác. Tiếp tục mở rộng điều tra, rạng sáng ngày 13 tháng 6, ban chuyên án bắt giữ đối tượng đồng phạm là Lê Ngọc Dương, sinh năm 1990, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An. Hiện chuyên án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra mở rộng. Chiều nay thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện trận mưa to kéo dài, bất ngờ nhất là ghi nhận hiện tượng mưa đá với kích thước bằng viên bi xuất hiện ở khu vực trung tâm thành phố. Sau buổi sáng có nắng và nắng nóng gay gắt thì từ khoảng 15 giờ chiều, nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa khá nặng hạt kèm theo gió mạnh tại quận 1, quận 4. Trong mưa dông còn kèm theo mưa đá với kích thước lớn. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết cho thấy vùng mây dông đang phát triển mạnh và gây mưa kèm dông sét trên khu vực Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè, quận 7, quận 8, quận 1 và các quận trung tâm thành phố Thủ Đức. Nguyên nhân xảy ra mưa đá là do hiện tượng đối lưu trong không khí mạnh. Mưa đá thường rơi vào ngày thời tiết oi bức, nóng, sau đó có mưa. Dãy núi Hồng Lĩnh là một trong những vùng có diện tích rừng lớn tại tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, khi mà bước vào mùa hè, tại Hà Tĩnh thường xuyên xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng ở dãy núi này. Vì thế mà các đơn vị địa phương liên quan đã kích hoạt nhiều phương án phòng chống cháy rừng trên diện rộng. Tại cửa rừng ở chân dãy Hồng Lĩnh thuộc xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, từ nhiều ngày nay, khi nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở cấp độ 3, chốt kiểm soát liên ngành đã được thành lập. Tại đây, mọi hoạt động vào ra cửa rừng của người và phương tiện đều được quản lý chặt chẽ. Ngày thì sẽ có rất là nhiều người đi vào rừng, nên là mình ghi chép lại, họ đi ghi thông tin lại, rồi biển số xe, rồi mục đích vào rừng của họ làm gì. Can Lộc là một trong những huyện có diện tích rừng thuộc dãy Hồng Lĩnh tương đối lớn. Toàn huyện hiện có 400 hectare rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng với khoảng 6.100 hectare. Bước vào mùa nắng nóng, lực lượng kiểm lâm đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy 4 tại chỗ và thành lập đội xung kích phòng cháy chữa cháy rừng với 90 thành viên. Ngoài ra, hệ thống camera giám sát lửa rừng với tầm quan sát gần 10 km cũng đã mang lại hiệu quả tích cực. Hệ thống camera theo dõi, phát hiện sớm lửa rừng để huy động lực lượng kịp thời lên dập tắt đám cháy. Trong công tác bảo vệ rừng thì sử dụng phần mềm bản đồ quy hoạch ba đại rừng, phần mềm theo dõi diễn biến rừng, nó mang lại cái hiệu quả đó là giúp rút ngắn cái thời gian để xác minh các cái thông tin cũng như điều tra xác minh các cái vụ việc liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn. Dãy núi Hồng Lĩnh trải dài trên địa bàn 4 huyện thị gồm Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh. Trên núi có nhiều đền chùa miếu, nghĩa trang, hàng ngày có rất nhiều du khách đến thắp hương vãn cảnh. Cùng với đó, rừng Hồng Lĩnh chủ yếu là rừng thông, thông sen keo, dễ bắt lửa và cháy lớn. Do vậy, vào mùa nắng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Trước thực tế đó, đơn vị quản lý đã xây dựng và triển khai nhiều phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Những cái khu vực mà có các cái đền chùa miếu mào thì đơn vị quan tâm thêm các cái tập trung vào làm các cái công trình phòng cháy cháy rừng như là đường băng cản lửa, rồi là đường đi chữa cháy, và đặc biệt nữa là bố trí các cái nguồn kinh phí để rồi là giảm vật liệu cháy ở cái khu vực rừng trọng điểm. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng chức năng, những cánh rừng trên dãy núi Hồng Lĩnh luôn giữ được màu xanh và ngày càng mở rộng hơn.